gì nữa đây? Còn bột năng giờ sao chị? Bột năng mình lên món rồi đó mọi người. Nhưng mà để phong phú mình sẽ lên thêm một món nữa. Cái món này thì kết hợp với một nguyên vật liệu mọi nhà ai ai cũng có. À còn nếu không có thì thôi đi mua nha Hùng. Let's go. Đầu tiên thì các bạn sẽ lấy cơm và các bạn sẽ tán nhuyễn ra cho mình như thế này. Bạn nào có máy xay thì xay ha. Còn nếu không có máy xay thì cứ tán bằng muỗng một hồi nó sẽ mịn thôi. Rồi mình sẽ cho bột năng vào rồi mình sẽ nhồi. Đầu tiên thì mình sẽ xóc nó lên như thế này. Tại vì cái bột, cái cơm của mình tán nhuyễn nó sẽ hơi bị dính tay. Rồi mình sẽ đem ra một cái mâm mình nhồi như thế này ha. Nhưng mà sau một hồi mình đã tìm ra được một bí quyết, đó là bỏ vào cái bịch ni lông, thêm tí dầu các bạn bóp nó màu nhuyễn dữ lắm. Rồi sau đó thì mình sẽ cho ra cái mâm lại ha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình xe thành những cái thanh dài như thế này và mình cắt thành những cái viên vừa vừa ăn như thế này nè. Nói chung thì tôi cắt cũng không khéo đâu mọi người ơi, nói chung là vừa gấp được rồi. Chúng ta sẽ nấu một nồi nước sôi và chúng ta sẽ bỏ vào chúng ta luộc ha. Luộc một hồi thì chúng ta sẽ vớt nó ra thì mình thấy cái cách này nè, cái bánh gạo của mình nó dài ăn rất là ngon luôn mọi người. Mình lấy một nửa mình đem chiên để mình ăn cùng với phô mai, còn một nửa thì mình sẽ làm bánh gạo cay ha. Thì ở đây mình chiên xong rồi nè, còn bây giờ mình sẽ tiến hành làm bánh ồ cay thì mình sẽ cho nước vào. Nước mắm nè, rồi đường, rồi tương ớt. Thì cái này á, khẩu vị của các bạn như thế nào thì các bạn nêm nếm cho vừa ăn ha. Sau khi cái hỗn hợp của mình nó sôi rồi thì mình sẽ cho bánh gạo vào. Đó, mình nấu thêm một hồi nữa cho cái phần của mình nó sệt sệt lại. Nếu mà không sợ thì các bạn pha thêm tí bột năng đổ vào cho nó sệt sệt giống bánh gạo cay ha. Rồi sau đó thì mình sẽ cho rau nè, cho topping vào để cho nó ngon nè. Nấu thêm một hồi nữa thì chúng ta đã hoàn thành được cái món bánh gạo cay rồi. Cái này thì mình cũng không biết nó có phiên bản giống Hàn Quốc hay không, nhưng mà ăn ngon lắm. Mình thấy là cháu của mình nó rất là thích á mọi người. Có điều tương ớt thì nó hơi cay một xíu ha mọi người, nên là ai ăn cay không được thì nhớ cân nhắc cái đoạn thêm tương ớt hoặc là thêm cà tùy mọi người nha. Rồi bây giờ su cà na ở một chỗ là cái bịch phô mai của tôi nó hư rồi. Bây giờ tôi ăn tương ớt không mọi người ơi, có su ghê không. Đó, nói chung là cái phần mà bánh gạo chiên thì nó rất là dẻo luôn. Ăn với tương ớt thì rất là ngon, nhưng mà mình nghĩ có phô mai thì ngon hơn ha. Còn cái phần mà bánh gạo cay á, nói chung là ngon đó. Đây là cháu tôi ăn nè. Các bạn nhớ ấn follow để ủng hộ tinh thần mình với nha. Cảm ơn mọi người, bye bye và hẹn gặp lại nha.